Cô Long, cô Long, cô Long, tại sao cô Long ở đây vậy? Qua kiếp cô rất gian khổ, trời cao không mùi lòng kẻ phạm nhân. Cuối cùng quả đã tìm được cô Long rồi. Các thợ trước là đã làm người, tôi và các thợ không hề quen biết. Cô Long, Dương huynh đệ, Liễu cô nương lần này là người vợ chưa cưới của ta. Ngày mai là ngày đại hỷ của tiểu đệ, mong quý vị nhất định phải lại uống một chén rượu mừng. Chúc mừng cốc chủ. Không được, xảy ra chuyện gì hả? Rõ ràng là cô Long mà, rõ ràng là tiểu long nữ mà, không phải Liễu cô nương đâu. Không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Cô Long, quá đã làm rồi, tại sao cô không lo cho quá nữa? Tại sao vậy? Tại sao đối xử quá như vậy hả? Sao hoàn toàn không biết nhà ngươi đang nói cái gì? Tôi vẫn có quyền như người. Không bao giờ, không bao giờ. Quá là phụ của Long mà, quá là quá như đây nè. Đây phải là phụ nhân của người. Đại sư, hãy làm chứng nghiêm tôi. Đại sư biết cổ mà, hãy nói cho họ biết đi. Đây là tiểu long nữ lúc nào ở chung với tôi. Tiểu huynh đệ, cái gì từ từ nói, đừng có nóng nảy. Bổn tọa thật sự không hiểu điều mà ngươi đang nói. Không phải đâu đại sư, ông nhất định nhớ rõ. Ở tại dòng hương đình, tôi và cổ hợp sức dùng nữ kiếm pháp giao đấu dâu của hạ ông nữa mà. Không lẽ ông quên cổ sao? Chính là người mà cổ hợp sức với tôi. Dương huynh đệ, bổn tọa thật sự xin lỗi. Thật sự nhớ không ra. Bổn tọa đối với vị cô nương này thật sự cảm thấy xa lạ. Cô Long, người ta đối xử quá như thế nào? Quá đều không ngại đâu. Nhưng mà cô Long thương quá nhỉ lắm mà. Tại sao vậy? Tại sao hành hạ mình như vậy hả? Tại làm sao hành hạ quá nhỉ? Dương huynh đệ, ở trên đời này những người giống nhau không phải không có. Nếu như đã nhận làm người rồi thì đừng có làm khó phu nhân của ta nữa. Được, nếu như nhà ngươi cho rằng ta đây là người, vậy cho ta biết ngươi làm sao tiếp xúc với cô Long của ta. Hỏi đúng lắm, ta hoàn toàn không biết cô của người. Liễu cô nương này là người luyện công tẩu quả nhập ma, tình cờ ta gặp phải, ta có lòng cứu người, dùng thuốc gia truyền điều dưỡng cho khổ, cô ta đã bình phục. Chúc mừng cốc chủ. Cốc chủ và phu nhân quen nhau tuy đột ngột, nhưng đúng như thiên lý ân duyên nhất tuyến. Tình chất Liễu cô nương này đây bởi vì tấm lòng từ thiện của ông, cho nên mới trả ơn trao thân cho ông, lang tàn nữ mạo, giai ngộ thiên thật. Hãy lên tiếng đi, hãy lên tiếng đi cô Long. Này em sao vậy? Hãy lên tiếng đi cô Long. Cô thương quá nhì lắm mà phải không? Cô thương quá nhì lắm có phải gì không? Cô không lấy người khác đâu hả? Cô Long, cô Long mà có phải gì không hả? Cô Long, cô Long, cô Long, cô Long, cô Long, cô Long. Liễu cô nương, Liễu cô nương. Liễu cô nương, cô cảm thấy như thế nào? Cô đã uống dược đơn rồi, không có sao đâu. Liễu cô nương, cái tên tiểu tử Dương Quá đó, cô quả nhiên quen biết hắn. Thật ra ta hỏi vậy cũng bằng thừa. Nếu như không quen với hắn thì tại sao lại đau lòng tới mức độ như vậy? Liễu cô nương, tôi không có ý gì phiền trách cô đâu. Tôi không biết giữa cô và Dương huynh đệ có ân oán như thế nào, mà cô hứa thành hôn với tôi có nghĩa là cô và Dương huynh đệ kia duyên phận đã tận. Liễu cô nương, hai chúng ta quen nhau do một chữ duyên. Chỗ này không phải là cốc gia thông chánh, ít người tới thăm. Và hôm đó tại sao cô lại tới Tuyệt Tình Cốc? Cô hãy nghĩ qua, ở trong chốn vô hư không phải đã có sự sắp xếp hay sao chứ? Nếu như có sự sắp xếp của hư vô thì tại sao còn sắp xếp cho tôi và hắn gặp lại? Liễu cô nương, cô hãy bỏ qua tất cả. Nếu như cô và Dương huynh đệ có duyên phận thì đâu có chia cách. Ân duyên lẫy của trời cao, nếu như chúng ta đi ngược chí trời
Cho dù cô có sống chung với Dung huynh đệ, cái mà hắn mang tới cho cô e rằng cũng chỉ là đau buồn triền miên. Liễu cô nương, tôi đối với cô có tấm lòng chân thành, tôi hy vọng có thể sống thoải mái với cô. Nếu như cô đã hứa thành phu với tôi thì không thể nào nói ngược lại. Người canh chừng căn phòng của Liễu cô nương, đừng bao giờ để cho cái tên họ Dương vào nha. Dạ công chủ. Dương công tử, hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Sao quản gia, ta muốn gặp Tiểu Long Nữ. Dương công tử định nói là Tiểu Long Nữ ở trong phòng. Đúng vậy. Xin lỗi nha, Liễu cô nương đã căn dặn bất cứ người nào cũng không gặp hết. Không cần biết, ta nhất định phải gặp Phu Long. Dương công tử, Liễu cô nương là cốc phủ phu nhân của chúng tôi, lời của nói chúng không dám cãi lại đâu. Hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng quản gia. Dương công tử, đừng có làm phiền. Bạn không được trách tôi vô lễ nha. Phòng quản gia, giờ sao Dương đại ca cũng là khách, đừng có vô lễ. Tiểu thư, tôi chỉ thừa lệnh hành động thôi. Dương đại ca, hãy mau đi đi. Cha có mượn bất cứ giá nào cũng không có cho huynh gặp Liễu cô nương đâu. Đi mau đi. Đi đi Dương đại ca, đi đi. Dương đại ca. Bu ta. Ta muốn gặp bà cô lâu, ta muốn hỏi cô, tại sao giờ lấy cha của cô hả? Cô Long là vợ của ta, phải lấy ta chứ. Dương đại ca, nếu cô nương thật sự là vợ của đại ca hả? Đúng vậy, chúng tôi đã thề sống bên nhau ở tại núi Trung Nam, nhưng bây giờ cha cô lại muốn cưới cô, cô quá đáng hay không hả? Dương đại ca đừng có nóng nảy, nhìn đại ca nóng ruột như vậy, đại ca thật sự không có làm người à? Ta nhìn làm người, ta và cô Long ta đã sống một khoảng thời gian lâu vậy, hành động cử chỉ cổ ta rõ ràng nhất mà, phải không hả? Làm sao làm người được? Nhưng đại ca, đừng có trách muội nhiều chuyện. Muội thật sự không hiểu. Ba hồi nói là cô của huynh, bốn hồi lại nói là vợ. Vậy chứ là cô thì làm sao là vợ được? Lúc nào cô nương, cô không biết đâu. Thật ra cô cũng là sư phụ của tôi nữa. Hả? Còn là sư phụ, càng nói thì càng hồ đồ. Quá tôi không hồ đồ. Dương quá từ nhỏ đã không có cha không mẹ, một người cô đơn lẻ loi, sau đó lại gặp được cô Long. Cô Long nhận ta làm đệ tử và võ công cho ta. Bao nhiêu năm trời chúng tôi ở trong cô mộ, hai người sống chết bên nhau, tương thân tương ái, cho nên chúng tôi đã quyết định thành vợ chồng để mà ở chung nhau suốt đời. Bây giờ cô đã hiểu được chưa? Đáng tiếc tôi và cô Long có nhiều trắc trở, giữa đường đi bỗng nhiên cô ta mất tích, nhưng mà bây giờ là trở thành cấp chủ phu nhân gắt rồi. Cô nói đi, tôi có nên tìm cô nói rõ ràng hay không? Dương đại ca, hoàn cảnh của các người thật sự làm người ta thương hại, nhưng mà cha của muội không để cho hai người gặp mặt đâu. Nếu huynh còn cương quyết gặp Liễu phu nhân, Phan quản gia sẽ vô lễ với đại ca đó. Nhưng mà ta không thể nào mất đi cô Long. Thời gian qua ta đây lúc nào cũng nhớ cô. Bao nhiêu năm rồi, những ngày tháng đó ta sống chung ở trong cô mộ, ai cũng không thể thiếu ai hết. Chúng tôi đã thề là cùng sống cùng chết với nhau. Dương đại ca, đại ca si tình như vậy thật là hiếm có, nhưng mà cái việc nhân duyên là do ý trời, không ai có thể miễn cưỡng được. Ý trời?
không tình đó là ý trời. Cô lòng lòng của ta, cô không lấy trai người đâu. Dương đại ca, Dương đại ca. Ngoài đồng còn biết đi đâu nữa. Chúng ta ngồi ở đây làm gì chứ? Có người muốn uống rượu mừng rồi mới đi sao? Còn nước thanh đạm, đâu có cái gì ngon lành tiếp đãi chúng ta. Công tôn cốc chủ có đầy thành ý. Chúng ta ở tại đây là bởi vì chúng ta nể mặt. Vậy thì mặt mũi của Dương huynh đệ để chỗ nào đây? Cái chuyện như vậy, chúng ta là người ngoài cuộc, khó lòng nhúng tay vào. Nói tóm một câu, tự cổ đa tình không dị hận. Dương huynh đệ chuốc lấy phiền phức. Pháp Dương, hồi sáng Dương huynh đệ kêu hôm nay làm chứng mà, tại sao chịu giúp hắn vậy? Không phải bổn tọa không muốn làm chứng đâu. Bổn tọa hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, những người quen biết nhiều vô số kể, làm sao mà nhớ cô gì của hắn chứ? Ta nghĩ là không phải đâu. Tiêu tương tử ta cặp mắt sáng ghê lắm. Ngươi và Dương huynh đệ hợp ở ngoài, chứ ở trong lại không hợp. Đừng nói bậy. Chúng ta đều phục vụ chú Đại Dương, một lòng một dạ muốn làm việc chú Đại Dương có gì không tốt? Vậy thì sao? Nhà ngươi lợi dụng lúc xa cơ của người khác. Nói vậy có nghĩa là gì? Trong lòng ngươi hiểu rõ ràng hơn ai hết. Khi Dương Quá nhờ ngươi chứng minh cái việc mà hắn quen biết với Liễu Phu Nương, là nhắc tới cái việc nhà ngươi đã thua với Ngọc Nữ kiếm pháp của họ rồi. Đại sư có phải là hận ở trong lòng, có ý làm cho bọn họ bất hòa không? Dương Quá kia bị tình dây chặt, đầu óc trăm tối, ăn nói hồ đồ, nên đã nói ta bại với thanh kiếm của bọn chúng. Em nói như vậy, Pháp Dương chưa từng nghe gặp Liễu cô nương. Tin hay là không tùy các người. Hơn nữa cái chuyện đó là chuyện giữa công tôn cốc chủ và Liễu cô nương và Dương Quá. Ba người ngoài cuộc chúng ta không hiểu rõ sự thật câu chuyện đâu, nhúng tay vào gây phiền phức thôi. Đại sư, nếu mà đại sư có lòng hận Dương Quá, thì lúc này đây là cơ hội tốt nhất để mà bá phục. Bổn tọa đặt đại cục lên hàng đầu. Hơn nữa bổn tọa và Dương huynh đệ không có thù hận. Giỏi cho câu đại cục làm đầu, không biết trong lòng của đại sư nghĩ thế nào nữa. Tiêu tướng huynh, người phải hiểu rõ, lần này chúng ta đi vào Tuyệt Tình Cốc là muốn bắt lão ngoan đồng để trả lời với đại dương. Bây giờ nói đi là không thể đi được. Liễu cô nương, đã sắp tới giờ rồi. Xin cô nương hãy thay đồ. Ngươi ra ngoài trước đi. Liễu cô nương, cốc chủ sai nô tỳ tới đây để phụ cô nương trang điểm. Tự mình ta biết lo. Ngươi ra ngoài đi. Dạ, Liễu cô nương. Cảm ơn quý vị nể mặt. Cốc chủ đại hỷ, cốc chủ đại hỷ. Tiểu đệ ngày hôm nay bái đường thành hôn được quý vị tới đây chứng kiến, thật sự tăng rất nhiều sự dễ dàng. Xem ra ngày hôm nay chúng tôi mang rất nhiều sự náo nhiệt cho Tuyệt Tình Cốc đó hả? Vậy thì tiểu đệ tam sanh hữu hạnh. Thủy, tại sao không thấy Dương huynh đệ vậy? Không lẽ Dương huynh đệ ngay cả rượu mừng của cốc chủ cũng không uống nữa hay sao? Công tôn cốc chủ, Dương huynh đệ tuổi trẻ vô tri, nếu có chỗ nào làm mất lòng cốc chủ, xin tha thứ cho. Dương huynh đệ cũng tới đó hả? Tôi còn tưởng huynh đệ ngay cả rượu mừng cũng không uống lại bỏ đi rồi chứ. Hôm nay cốc chủ bái đường thành hôn, đó là cái chuyện trọng đại. Tiểu đệ không thể nào bỏ qua việc chứng kiến. Ân duyên giữa tiểu đệ và Liễu cô nương được mọi người có mặt làm chứng, không còn gì danh dự hơn. Công chủ à, giờ kiếp đã tới rồi, mong công chủ bái đường thành hôn. Được. Cô Long,
cô thì đánh quá chửi quá, nhưng mà đừng bỏ quá như vậy mà. Tôi hoàn toàn không biết ngươi, cũng không phải là cô Lâm gì đó. Ngươi đi đi. Không quen quá hả? Nếu thật sự cô Lâm không quen quá thì không bao giờ đau buồn cho Lễ đâu. Được, Hoàng hứa với cô, đời này kiếp này sẽ mãi mãi ở bên cô Lộc, không hối hận đâu. Cô Lộc, hãy đi chung với Quá đi. Hả? Đúng rồi, Dương Quá, nếu như người không đi thì đâu có trách lão vô vô lễ. Cô Lộc, chúng ta cùng đi. Tiểu tử, rõ ràng không xem ai ra gì mà muốn đi một mình đi. Thì tình gốc không hoan nghênh những kẻ vô lễ giống như người vậy. Cô Lộc, cô đừng tự hành hạ mình nữa. Quá biết rõ trong lòng của cô chỉ có Quá Nhi. Được, nếu như cô không nhận Quá Nhi nữa, Quá Nhi nguyện tự mình dứt khoát cũng không sống lẻ loi. Nè, cô Long à, liễu cô đưa Long, liễu cô đưa Long à, liễu cô đưa nè. Cô Long, tiểu tử, gọi đây hay không? Ta không có sáng người đâu nè. Dương đại ca đây thêm nữa cũng vô ích, còn mất mạng một cách hoang ước nữa. Long Ngạc, ở đây không có chuyện của con, hãy im miệng đi. Long Ngạc cô nương, cảm ơn lập tổ của cô. Cô có muốn lấy mấy con trâu để mà thắp bến chơi hay không? Người nói gì? Ta sẽ cắt rau của nhà người để mà thắp bến cho cô ta chơi. Lão ngoan đầu, chỉ cắt một chút lông chó của nhà người, còn phần còn lại để tao kiếm cho. Lão già, trong vòng 3 chiều ta sẽ cắt hết lông chó luôn. Cậu giết cùng luôn. Hay quá, hay quá. Giáo công, làm cái gì vậy? Sư phụ, để đứa làm dụng thân dân của sư phụ. Để đứa được chết nếu phải tạ tội. Giáo công. Đừng có làm gì vậy. Tôi biết điều chẳng, trong lòng của ông rất là đau buồn lắm. Nhưng mà tôi còn đau buồn hơn ông gấp 10 lần. Nhưng tôi không có nổi vậy đâu. Người đau buồn hơn ta hả? Người đau buồn ở chỗ nào? Thắng bại mà thôi, ăn thua cái gì đâu. Ở trong đời này của ta không biết có thua bao nhiêu lần rồi. Nếu muốn tự tử, sư phụ của người đã đau buồn tới vậy rồi. Nếu như ta muốn tự tử, sư phụ của ta hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đó mới là cái việc làm ta buồn nhất. Dương Quá, hôm nay là ngày thành hôn của ta và Liễu cô nương, ngươi lại cản đường quấy phá. Cô Lâm, cô Lâm, cô Lâm mình đi. Thank you.
Cô Long, cô sao chứ? Cũng tại quá tất cả. Lúc nãy làm cho cô đau lòng và cô thổ huyết. Không phải tại quá đâu. Quá đã biết là cô có căn bệnh đó, đâu có thể trách ai được. Cô Long, có thể tư phục với cô Long, đó là chuyện mừng lớn nhất. Quá nghĩ không mấy chúng ta liền khỏi chỗ này, trở về cô mộ ở tại Trung Nam Sơn. Hả? Đi. Nè, cô Long, cô không sao chứ? Hả? Cô thấy khát nước, muốn uống miếng nước. Để quá gì cô qua mà đó nha. Đi. Cô Long, để cháu ăn tìm nước cho cô uống. Tên tiểu tử kia, ngươi tưởng đưa người yêu trong bụng của ngươi đi là chuyện dễ dàng hay sao? Ngươi nói cái gì? Tỷ trung nhân của ngươi đã bị ta điểm nguyệt rồi, mà bạn sống ở trong tay của ta, có muốn gặp cổ hay không? Tôi thật là đế tiền bị ổn, đã thừa sợ ra tay cho cổ. Đừng có nói nhiều. Nếu như người muốn cứu cổ, thì phải so tài với ta một cách quang minh chính đại. Nếu như người thua, thì tự nhiên ta cho nhà ngươi đi. Còn không, ta cho nhà ngươi chết ở tại Tuyệt Tình Cốc, trở thành cố hồn dạ quỷ. Vậy ngươi muốn gì? Vì muốn cho người tâm phục khẩu phục, cuộc so tài này nhất định phải có cô nương có mặt mới có giá trị. Vậy cô bây giờ ở đâu? Bãi Hoa Tình. Hoa Tình. Thế nào, ngươi sợ rồi hả? Ngươi không phải là nói ngươi thích cô ta lắm sao? Tại sao không vào ở trong kia cứu? Không lẽ nhẫn tâm nhìn thấy cô ta đau đớn trong Hoa Tình hay sao? Cô Long, ta tiểu nhân đi đi. Cô Long. Cái tên khốn kia, lần này ngươi trúng độc qua tịch rồi đó. Ngươi hãy từ từ chịu khổ ở đây đi. Ta bây giờ lập tức đi tìm liệu cô nương để mà thành hôn với cổ. Quá định nói công tôn cốc chủ. Quá định gặp hắn, hắn cho quá biết hắn đi nguyệt cô Long và đã để trong lùm Hoa Tình này. Cho nên quá đã tới đây tìm cô, vừa dạo trong đã bị gai đâm rồi. Cô Long, cô Long, cô không có sang tới được rồi. Quá nhìn, công tôn cốc chủ thật là quá đáng. Tại sao hắn lại làm như vậy? Cô Long, đừng có giận mà, cô chừng hại tới sức khỏe. Bản thân của quá đã bị thương mà còn bận tâm cho cô. Vết thương nhỏ này ăn thua cái gì đâu. Quan gì cũng tại cô hết. Vì cô nghĩ trước sau gì quá cũng bỏ cô, cho nên mới ra đi không từ giả. Bây giờ đã khiến cho quá. Cô Long, đừng nói nữa. Tôi đã về sau
Chúng ta phải mãi không diệt cách đâu. Hả? Quên gì? Ông cũng qua đây hết rồi. Ngồi xuống đi, để cô giáo lại cho. Quên gì? Trong thời gian qua, cô nhớ tới quá. Nhìn thấy cái túi kim chỉ là lại muốn mày áo mới cho quá. Nhưng mà vừa nghĩ tới mãi mãi không gặp quá nữa thì còn mai áo đi làm gì. Không ngờ chúng ta đã có duyên gặp lại. Giờ cô cũng thật sự không thể nào xa được quá. Cô Lâm, vậy hứa với quá đi, tối nay cô đừng có xa quá nữa. Phải rồi Quá Nhi, trong thời gian qua võ công của Quá có tiến bộ nhanh lắm. Tại sao Quá lại đi chung với Pháp Dương? Liễu cô nương, cô định nói tôi đúng hả? Dương huynh đệ, mới không giữ lời hứa, không lẽ đã quên ngày xưa hai ta hẹn ước? Bây giờ ngươi đã đưa Liễu cô nương không nói tiếng nào bỏ đi hả? Đại sư, không lẽ không thấy bị tình thế bắt buộc mới làm vậy hay sao? Không lẽ ta không đi để cho họ bắt sao hả? Nói tới chuyện đó, ngươi càng không nên làm như vậy. Tại sao lại không nên? Ngày hôm nay là ngày tốt của công tôn cốc chủ, ngươi là kế phu nhân của người ta đi như vậy, chuyện này ăn nói sao với công tôn cốc chủ đây hả? Đại sư, ông nói vậy là nghĩa gì? Không muốn giúp ta thì thôi đi, tại sao lại can thiệp chuyện thiên hạ? Quan Nhi, cái gã hòa thượng này không có lòng tốt, chúng ta mặc kệ hắn, mình đi. Đứng lại! Cái tên tiểu tử ngông cuồng kia, không lẽ từ Tần Cốc là nơi ngươi muốn tới thì tới đây là đi hay sao? Vậy ngươi muốn gì? Cha, quá trời mọi người đều có mặt ở đây. Cha, hãy thả cho họ đi đi. Công tôn cốc chủ, hãy nghe lời lệnh thiên kiệp để cho họ đi đi. Làm khó người ta làm gì? Hả? Muốn ta để cho họ đi? Đúng vậy. Cốc chủ không biết đâu, hai người đây song kiếm hợp nhất, kim đao của ông làm sao mà thắng nổi. Lúc đó mất cả chì lẫn chài, tại sao không rộng rãi để cho họ đi chứ? Nghe đại sư nói như vậy, ta muốn thọ giáo song kiếm hợp nhất của các người. Nếu như ta thua, ta sẽ cho các người đi. Cha, đừng có làm vậy. Hai người này tay không tất sắt, cốc chủ có thắng đi nữa cũng không danh dự đâu. Cốc chủ, tôi hãy cho họ mượn kiếm đi. Công tôn chỉ của ta không phải là một kẻ tiểu nhân đâu. Ở trong tiệc tình cốc của ta kiếm biết bao nhiêu, các người cứ chọn một cặp đi. Cẩn thận nha. Công tôn chỉ đã sưu tập biết bao nhiêu lực kiếm. Cẩn thận. Quá không sao chứ? Quá không sao. Quá Nhi, bây giờ cô muốn về núi chung Nam chung với Quá, sống cuộc sống thanh tịnh. Cô thực sự không muốn nhìn thấy những người này. Nhưng mà Quá Lòng, nếu như chúng ta đánh không lại hẳn, chỉ cần có thể chết chung với Quá, cô đã thỏa mãn trong lòng rồi. Quá Lòng, cô Lòng, có thể nào hứa với Quá một điều không? Bây giờ không còn là sư phụ nữa, mà là vợ của Quá. Quá nói cái gì cô cũng nghe theo hết. Cô Lòng nói gì vậy? Cô nói là vợ của Quá à? Cái đêm hôm đó ở Trung Nam Sơn, Quá đã thân mật với cô như vậy, làm sao có thể làm được sư phụ nữa? Tuy rằng Quá chưa cưới cô làm vợ, nhưng mà trong lòng của cô đã tự coi mình
như là vợ của quá rồi. Cô Lộc, ở tại trong Nam Sơn là cái đêm nào vậy? Quá Nhi, hồi nãy cô đã hứa với quá cái gì? Cô Lộc, quá muốn cô hứa với quá không cần biết sống hay là chết, cũng đừng bao giờ xa quá. Cô sẽ nghe lời của quá. Vậy thì tốt. Vậy chúng ta chọn kiếm đi. Thắng được thanh đao ở trong tay của ta có thể tự do rời khỏi Từ Tình Cốc, còn nếu như thua thì các người tùy ý ta xử lý. Đừng nói nhiều, xuất đi. Tình đó bộc phát rồi, mời đâu, bắt hắn cho ta. Cái tên không biết sống chết kìa, bây giờ ngươi hối hận cũng đã quá muộn rồi. Ngươi là tình tiểu nhân đen tiện, ngươi đã bất chấp thủ đoạn để ta bị Qua Tình đâm vào. Nếu như ngon lành hãy công khai tỉ giỏi với ta đi. Tại sao lại dùng phú đội đế tiện vậy? Tại sao vậy? Tên tiểu tử kia, ngày xưa bởi vì ngươi không tự lượng sức, không biết phải quấy, làm mất lòng ta. Bây giờ ngươi có ngày tàn như vậy, không thể trách ai được hết. Vô liêm sỉ! Thế nào? Cái nỗi đau giống như bị ông chết rắn cắn, có. Vô liêm sỉ! Ông giết, giết ta đi! Dường quá ta, nếu ta có gan vào Tuyệt Tịch Cốc, ta không sợ ngươi đâu. Được, nếu như ngươi không sợ chết thì ta sẽ để cho ngươi sống không được chết không yên. Xem ra những đau đớn nhà ngươi chịu còn chưa đủ nữa. Ngươi muốn làm gì? Lát nữa ta sẽ cho nhà ngươi chịu đau đớn gấp đôi. Đừng vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì đây? Bây giờ ta đi thăm người yêu trong lòng của ngươi đây. Công tôn chỉ, cứ vô liêm sỉ. Quá Nhi bây giờ thế nào? Quá ở đâu hả? Ngươi làm gì quá rồi? Có phải đã giết chết quá rồi không? Bây giờ nó đã bị chất độc của Tình Qua, cần gì ta phải đích thân ra tay chứ? Nhưng hãy yên tâm đi, nó bây giờ chưa có chết. Chẳng qua giống như hàng vạn con ong và rắn độc đang cắn nó mà thôi. Tại sao? Tại sao ông áp độc làm hại quá như vậy? Bởi vì cô. Quá Nhi, chính cô đã hại quá. Cô đã hại quá rồi. Công tôn khốc chủ, tôi có lỗi với ông. Ông hãy tha cho quá đi. Nếu như nó không phải nhiều lần có lỗi với ta, ta không bao giờ đối xử với hắn như vậy. Cô Long, tôi đối xử với cô như thế nào? Không lẽ cô không biết sao? Tôi hiểu. Chắc đây chính là nghiệp duyên. Ngày đó nếu ông không cứu sống tôi, để tôi chết một cách âm thầm phức chứ rồi.
Ngày hôm nay chúng ta đâu có phiền phức tới như vậy. Nói gì đi nữa cũng bỏ qua việc thành hôn với cô đâu, Liễu à. Ta không phải Hồ Liễu. Nhưng hồi xưa chứng miệng cô nói cho tôi biết cô là Hồ Liễu mà. Mạng sống của Quá Nhi bây giờ như chỉ mạnh treo chuông, ta thấy đau lòng gần chết. Người còn ép buộc ta làm gì nữa? Liễu cô nương, tôi không ép buộc ai cả. Cô muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng mà tên tiểu tử Dương Quá kia bây giờ đã bị thấm chất độc tình qua. Mỗi một canh giờ, sự đau đớn sẽ tăng thêm. 36 ngày, toàn thân sẽ bầy nhầy chết vì đau đớn. Cô hãy từ từ suy nghĩ đi. Sự sống chết của tên tiểu tử Dương Quá chỉ dựa trên câu nói của cô. Nếu như cô muốn nhìn nó chết đau chết đớn, cứ việc ở lại đây ở chung với nó 36 ngày. Tôi không có làm khó dễ cô đâu. Khoan đã. Được. Vậy ta hứa với người. Được. Vậy đêm nay bái đường thành hôn. Ta đã hứa với người rồi. Người đưa thuốc giải cho Quá đi. Liễu cô nương, rút kinh nghiệm khôn hơn nhiều, tôi không để cho cô qua mặt nữa đâu. Sau khi chúng ta bái đường thành hôn xong, tôi sẽ đưa thuốc giải cho hắn. Được. Vì để muốn chứng thực Quá Nhi còn sống, ngay cho tôi gặp mặt Quá đi. Như vậy cũng được. Để cho cô nhìn thấy nó bây giờ trở nên như thế nào. Dương đại ca. Dương đại ca. Dương đại ca. Quỳnh làm sao vậy? Lung làm cô nương. Dương đại ca. Đại ca bị thương thế như vậy, trong lòng của mọi đau buồn lắm. Cha của mọi thật là quá đáng. Lung làm cô nương. Cô làm ở Hàng Phước dùng kiếm đâm nó chết đi. Dương đại ca, mọi biết đại ca đau khổ lắm. Ráng một chút đi, mọi sẽ tới cứu Quỳnh ra ngoài. Vô dụng thôi. Ta đã trúng độc tình hoa. Cho dù là cứu được ra ngoài, ta thêm giữ nước mã này đâu. Nhưng đại ca, Quỳnh đừng có nói như vậy. Quỳnh nhất định tìm cách lấy thuốc giải để cứu Quỳnh. Nhưng đại ca, tại sao lại phải cứu ta? Mụi cảm thấy cha của mụi không có nên làm như vậy, cho nên mới tìm cách cứu Quỳnh ra ngoài. Đại ca, ta không ngờ công tôn chỉ thật là vô liêm sỉ bí ổi. Nhưng đại ca, lại có một đứa con gái tâm địa hiền lương. Nhưng đại ca, gia đình công tôn của muội có lỗi với Quỳnh. Lúc nào cô nương, đại ơn đại đức của cô đối với tôi, Dương Quá nhất định sẽ nhớ mãi trong lòng. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ đều đáp lại cho cô nương. Dương đại ca, Quỳnh làm sao vậy? Dương đại ca, để mùa đi lấy thuốc giải ngay, Quỳnh chờ nhá. Chờ một chút đi. Liễu cô nương, nếu như cô làm vậy thì làm sao hứa thành hôn với tôi được? Cô Long, đừng nha. Quá Nhi thà là chết, cũng không để cho cô chịu thiệt thòi vậy đâu. Đừng làm vậy. Nhi, thấy quá chịu khổ như vậy,
thì cô đâu có nhẫn tâm. Lần này cô đã lầm thật rồi. Nếu như cô không có tạo quá thì đâu có cảnh ngộ ngày hôm nay. Hoa Nhi, công tử cốc chủ, nếu như cô không thể cứu quả thì ở trên đường tới Hoàng Tuyền mãi mãi ở bên quả. Điện Phương Nương, quả gì, quả gì, cô sẽ chết chung gì quả. Điện Phương Nương, tại sao lại hành hại thế vậy? Cô thấy ra, cô thấy ra, nè, Điện Phương Nương, ông cũng phải muốn nhìn thấy tôi và quả chết chung lắm sao? Không, Liễu Phương Nương, tôi muốn nhìn thấy cô chết đau đớn như vậy. Cô buông ta ra, để ta chết chung với Quá Nhi. Liễu Phương Nương, cô Long, Quá Nhi, cô Long, buông ta ra, buông ta ra, Quá Nhi, buông ra, cô Long, Quá Nhi, nhìn đi ca, nhìn đi ca. Lục ngàn của Nương. Mụ tìm được thuốc giải không? Không sao chứ, mụ thật là vô dụng. Con chưa tìm được thuốc giải, hầu như đã bị phát hiện rồi. Bây giờ không phải mình đã bị trúng độc, ngay cả cô Long cũng bị trúng độc nữa. Cũng bị trúng độc qua tình. Mụ biết chứ, mụ đã nhìn thấy hết tất cả. Nhưng đại ca và Long cô nương tình thâm tựa hải, mụ không có nên chia rẽ hai người. Lục ngàn, vợ mạng đã an bài, ta không thể sống chung với cô Long được. Chỉ còn cách là ở dưới cửu tiền sẽ được sống chung mãi mãi. Nhưng đại ca, đừng có chán nản, trời xanh do xanh cỏ, chỉ cần tìm được thuốc giải, có hai người đều được cứu. Không, cha cô xem ta như là cái ai trong mắt vậy. Không dễ dàng tha cho ta đâu. Hả muốn ta chết sống, làm sao cho ta được chút giải chứ. Lục ngạc của người, cô ấy đi nhìn đi. Ngươi lên mặt cô, nếu để cha cô biết được. Không, cha của mụi đã làm sai, mụi không thể nào thấy chết mà không cứu. Mụi nãy đợi thêm một chút nữa đi nhờ. Hả? Sao rồi? Hãy ráng lên đi nhớ. Nghe nói chất độc của Hoa Tình mỗi một tiếng đồng hồ bộc phát một lần. Mọi nghĩ hãy mau rời khỏi chỗ này, liền cấp thuốc giải. Nhưng đây ca, mọi nghĩ huynh hãy ở tại chỗ này đi, đừng có đi đâu hết. Để mọi tới phòng luyện đơn xem có thuốc giải hay không nha. Hả? Lúc nào cô nương? Tôi. Nhưng đây ca, huynh đừng có nói nhiều. Hãy đợi một chút đi, mụi sẽ trở về ngay. Hả?
còn muốn ăn cắp thuốc giải cho nó uống. Con cái gì cũng muốn làm, cha con hiểu rõ hay sao? Con đã đến cái tên tiểu tử Hồ Dương kia là dám phản bội cha. Xin lỗi chờ, con không ghi phản bội cha đâu, nhưng mà con bất mãn hành động của chờ. Nhưng đại ca là người có tình có nghĩa, anh ấy hết lòng yêu lòng cô nương, tại sao cha lại cướp yêu của người ta? Ý miệng, nếu như là con nói gã Hậu Dương kia là kẻ có tình có nghĩa, vậy cha là kẻ vô tình vô nghĩa hay sao? Con không có dám nói chờ, nhưng mà Dương đại ca bây giờ đang trúng độc qua tình, cha ấy làm ơn cứu mạng của anh ấy đi. Chỉ cần Liễu cô nương giữ lời hứa đêm nay thành hôn với cha, ngày mai cha sẽ đưa thuốc giải cho hắn để cho hắn đi. Cái chuyện đó cũng phải cần lo. Cha, cha nói như vậy có phải là thật hay không? Tại sao không nói thật? Con hãy nói đi. Con biết rõ mà, cha không có lòng tốt với Dương đại ca. Cha uy hiếp Long cô nương thành hôn với cha, sau đó giết hại Dương đại ca, để cho Long cô nương dứt khoát. Súc sinh! Thật sự nuôi ông tay áo, uổng công ta nuôi người lớn tới như vậy, lại dám mà tội ta hả? Hãy đưa đây. Được cái gì? Còn làm bộ nữa, đó là tuyệt tình đơn dùng để giải độc tình hoa. Con không có lấy. Không có? Vậy tuyệt tình đơn tại sao lại mất hết? Con thật sự không có lấy. Phải, chính con muốn ăn cắp tuyệt tình đơn, nhưng mà khi con vào đây thì cha đã tới rồi. Tuyệt tình đơn giấu một chỗ cơ mật nhất ở trong phòng, phòng luyện đơn không thể người nào cũng có thể vô được. Bây giờ tuyệt tình đơn bị mất, không lẽ nó có cánh bay mất hay sao? Cha, cha hãy tin tưởng con, con thật sự không có lấy. Được, nếu như con không chịu nhìn nhận, cha cho con toại nguyện. Cha sẽ nhốt con ở trong phòng luyện đơn để coi con làm sao bỏ thuốc vào trong miệng của Dương Quá được. Cha, cha, đừng nói gì nữa. Khi nào Dương Quá về chầu Diêm Vương, cha sẽ cho con ra ngoài. Cha, cha hãy tin con đi, đừng có nhốt con ở chỗ này mà. Giờ này con còn bên việc người ta không chịu giúp cho cha, thì kêu cha làm sao tin con được? Được, con sẽ chứng minh cho cha xem. Kêu họ ra ngoài đi. Không cần đâu, trong tuyệt tình cốc ai cũng trung thành hết, họ không có phản bội cha. Nếu như không phải giàn dối, con đâu có cần phải sợ. Cha không tin con hả? Bây giờ con sẽ để cho cha xem. Con để cởi quần áo ra, để bà tỏ sự trong sạch. Lục Ngạc, con làm cái gì vậy? Hãy ra ngoài. Lục Ngạc, không ngờ con bị cái tên tiểu tử làm con khờ khạo tới như vậy, không biết giữ thể diện nữa. Được, kể như tên tiểu tử kia thuốc số, có con năng nỉ dùm cho nó, cha sẽ tha cho nó lần này. Cảm ơn chờ, cảm ơn đại ơn đại đức của chờ. Nguyên tắc của tuyệt tình cốc con phải hiểu rõ. Không có lệnh của cha, tự động lén vào đơn phòng, biết tội như thế nào hay không? Sẽ bị xử tử. Đã như con là con của cha, nhưng mà cũng không thể phá hoại nguyên tắc của tổ tiên. Con nghĩ coi, cha phải xử trí con như thế nào đây? Thì cứ việc làm theo ý của cha đi. Được, chỉ cần con cũng năn nỉ cho tên tiểu tử kia, cha sẽ tha cho con. Cha chỉ có thể tha được một người, tha cho hắn hay là tha cho con, tùy con quyết định. Cha, cha hãy tha cho Dương đại ca đi, dù con có chết cũng không ân hận. Không ngờ cô gái của cha lại là một người đa tình đa nghĩa, ngay cả cha cũng không bằng đó. Được, nếu như con chịu hy sinh nhục cho nó, thì cha cho con toại nguyện.
Viên đại ca. Đừng làm cô nương, con sao chứ? Con sao vậy? Không, muội không sao. Cũng mà huynh nắm lấy tay muội. Viên đại ca, muội sợ lắm. Chỗ này là chỗ nào vậy? Đẹp thôi đẹp phủi, chắc là một hố sâu. Với phòng nhận đơn, tại sao có cái chỗ như vậy? Lần này cô nương, cô là người trong tiền tình cốc, cô lại không biết trong đơn phòng này có cơ quan. Không ngờ dưới phòng nhận đơn là có việc thẩm dễ sợ như vậy. Cô bây giờ đã thấy rõ một bà thân của cha cô chưa? Thật sự quá dễ sợ. Nhìn đại ca mình nói coi, chúng ta có tìm được lối thoát hay không? Trời sông voi xanh cỏ, chúng ta nhất định tìm được lối thoát. Nhưng mà chỗ này tối như vậy, không có nhìn thấy được gì hết. Được rồi, cô nương, đừng có lo, để cho ta. Dương đại ca, cẩn thận một chút. Đừng có sợ, ta đã sắp không những cô lòng ở trong phố bộ. Chỉ cần một chút ánh sáng thì có thể nhìn thấy. Dương đại ca, chỗ này là chỗ nào vậy? Thì trước có ánh sáng, chắc là có lối thoát. Chúng ta đi về phía trước. Nhất định phải tìm được lối thoát trước khi trời tối. Dương đại ca, bây giờ huynh không sao hả? Không sao. Để mà đi. Cẩn thận nha Dương đại ca. Là cá sấu đó. Sao bây giờ? Đó là một sự may mắn trong ngũ bát hạnh. Cô không có sao chứ? Dương đại ca, muội buồn lắm. Tại sao cha của muội lại đối xử với muội như vậy? Nếu như không phải Dương đại ca cứu muội, muội đâu có sống nổi. Lục ngạc cô nương, cô đừng có buồn nữa. Quỳnh Dương đại ca. Khỏi cảnh cảm ơn. Lần này đây, nếu chẳng phải vì trứ Quỳnh thì cô đâu bị như vậy chứ. Thật ra lần này Quỳnh đã liên lụy tới muội. Hy vọng cha cô nể tình phụ tử có thể hồi tâm chuyển ý mà tới đây để mà cứu muội. Như vậy cô và tôi khỏi cần chức quan ở chỗ này. Nếu như ông ta có một chút tình phụ tử thì đâu có một chưởng đánh muội xuống dưới này. Nếu như cha muội với ông mình ta, tại sao lại ra đập thủ với muội vậy? Cho dù có trách muội muốn gấp tóc giải cũng đâu cần phải làm như vậy. Thật ra bao nhiêu năm qua cha không có lo gì cho muội, rất hờ hững với muội. Nhất là khi nhắc tới mẹ của muội, ông ta lại lớn tiếng chửi muội. Có lẽ là cha không thể nào quên mẹ. Nhắc tới mẹ là nhắc tới chuyện đau lòng của cha. Nếu như ông ta có tình thân với mẹ của muội, như vậy thì đâu có cưới cô lòng.
Cái này là cái gì vậy? Cái túi này là quan đồng trao cho Quỳnh. Quỳnh vì cái chuyện của cô Long mà đã quên hẳn chuyện này. Quỳnh đã quen với lão Hoàng Đồng trước à? Quỳnh không muốn quen, nhưng mà đã có nghe tên của ông. Con người của ông ta xuất quỷ nhập thần, lần trước ăn cắp cây kéo như mặt nạ da người, Quỳnh lại cũng đâu có biết. Nhưng mà bây giờ Quỳnh không hiểu tại sao lại quăng cái túi này cho Quỳnh. Đây không phải là linh chi ngần năm mà lão Hoàng Đầu ăn cắp hay sao? Hả? Đây không phải là bình đựng tuyệt tình đơn của cha hay sao? Người định nói là tuyệt tình đơn giải độc của tình quan sao? Đúng vậy. Uống một viên thôi, viên này ca, hãy mau uống đi. Đúng nào cô nương, tuyệt tình đơn này cha mũi còn không? Chỉ có một viên thôi. Chỉ một viên? Ờ, cha cứ tưởng rằng mụi ăn cắp tuyệt tình đơn cho nên mới dẫn tới như vậy. Nói như vậy cô là một trúng độc hoạt tình, cha có mụi cũng không có cách cứu chữa. Mụi nghe quản gia cho biết muốn luyện được đơn dược rất là khó, những loại thuốc quý khó kiếm vẫn chưa đủ. Bao nhiêu năm qua tuyệt tình cốc chỉ còn có một viên thôi. Viên đại ca, viên đại ca hãy mau uống đi. Nếu mà như vậy càng phải uống tuyệt tình đơn. Viên đại ca, đừng khuyên nữa. Lục ngạc của nương, bây giờ chỉ cần tuyệt được ngõ ra để cho mùi bình yên. Mùi được bình yên đi ra ngoài, tuyệt tình đơn này giao cho mùi, mang tới cho cô Long để cho cô uống. Linh chi ngàn năm tuy rằng không thể giải độc được, nhưng mà có công dụng cường thân kiện thể. Quỳnh hãy ăn đi. Cũng không biết bao giờ có thể tìm được mỏ ra. Không phải ăn một miếng cho đỡ đói đi. Cảm ơn Quỳnh, viên đại ca. Linh chi ngàn năm là của muội mà, tại sao lại phải cảm ơn? Lãng quan lòng này đây giống hệt như là tiên vậy. Đồ ông ta cho chúng ta thật sự hữu dụng. Hãy nhìn tấm da dê này đây xem có công dụng gì. À, xem ra dường như là bản đồ đó. Đây hình như là tấm bản đồ Thủy Thượng Sơn Trang của tuyệt tình cốc. Vậy hả? Xem nè, đây là bãi tình hoa, đây là đại sảnh, đây là kiến thất, phòng luyện đơn. Đây là phòng luyện đơn nè. Ở dưới phòng luyện đơn có dãy nước, chắc là cái ngạc người đàm lúc nãy. Đây hình như là ngõ ra. Ồ phải, đừng ngạc của nước. Chúng ta phải tìm bản đồ da dê này để mà tìm ngõ ra. Chúng ta hãy thử đi. Cô nương, xem ra chúng ta khổ tận cam lai, càng ngày càng khổ. Dương đại ca, mụi biết huynh bực có trong người, nhưng mà khỏi cần lấy lòng mụi. Có phải ma hay không? Cô đừng có sợ, có huynh ở đây mà. Cứu bà ơi! Dương đại ca, mụi sợ lắm, chúng ta mau đi đi. Đừng có sợ mà. Nếu tự xưng là ma, thì không phải ma đâu. Tiền bối à, tài hạ Dương quá cùng với công tôn Lục Ngạc gặp nạn, bây giờ chỉ muốn thoát nạn, không có ác ý với người khác. Công tôn Lục Ngạc là ai?
là con gái của Công Tôn Chỉ, cốc chủ của Tuyền Thành Cốc. Tôi là Công Tôn Lục Ngạc. Tính sao đây? Chúng ta qua bên kia. Có nên hay không? Phía sau có lối thoát, phải thử đi. Biết đâu chúng ta còn gặp may mắn. Phải rồi, tới đây đi. Ta ở đây nè. Mau qua đây. Liễu muội, Liễu muội tỉnh rồi hả? Ngươi tỉnh rồi. Liễu muội, tôi biết có ân hận tôi lắm, nhưng hy vọng cô hiểu rõ, tôi rất động cô và thương cô. Ngươi im miệng. Nếu ngươi thương ta, lo cho ta, sao lại đối xử với ta như vậy? Ta hỏi ngươi, Quá Nhi bây giờ thế nào? Ngươi nói đi. Quá Nhi bây giờ thế nào? Người đã giết quá rồi phải không? Có phải không? Có phải không hả? Nói đi. Liễu muội, đừng có xúc động quá. Hãy nghe tôi nói này nè. Cô đã trúng độc qua tình. Hãy lo cho sức khỏe của mình tốt hơn. Đúng vậy. Ta đã trúng độc tình qua. Mạng sống nguy hiểm. Ân oán của chúng ta đã kết thúc rồi. Không, cô không chết đâu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu cô. Không, phải cứu Quá Nhi trước. Thôi được, chỉ cần cô hứa chịu bái đường thành hôn với tôi, tên tiểu tử Dương Quả, tôi sẽ cho nó bình yên liền khỏi Đường Thành Cốc. Ta không tin. Ta phải đi tìm Quá Nhi. Cô không được đi. Tại sao? Tính mạng của nó trong tay của tôi. Cô bây giờ ngay cả mạng sống của mình cũng giữ không được, làm sao cứu nó đây chứ? Không cần biết ngươi nói gì, ta cũng phải đi tìm Quá Nhi. Cô tìm không được đâu. Thật ra ngươi đã làm gì quá rồi. Ta phải tìm quá, nhất định phải tìm cho được. Ngươi đừng có mong là ta trở về bên cạnh của ngươi. Cô tìm nó không có được đâu. Chỉ có tôi mới biết nó ở chỗ nào. Nếu như cô muốn cứu nó thì đừng có bỏ đi như vậy. Không biết đi đâu nữa, thiệt là. Hả? Ai có thời gian lo cho hắn? Trời vừa sáng chúng ta đi. Hy vọng sớm tìm được pháp dược. Hả? Nhà ngươi tưởng rằng cái tên hòa thượng tồi gây sóng gây gió ở trong cung đó sẽ đi theo chúng ta hay sao hả? Thì Thành Cốc không phải là cái chỗ tầm thường, đâu đâu cũng là cạm bẫy. Ngươi nghĩ rằng với cái sức của bà chúng ta có thể làm được cốc chủ hay sao? Nì mà tình Kim Luân Pháp Dương không phải là người của chúng ta, tại sao chúng ta mạo hiểm chung với hắn? Biết đâu chừng hắn liên lụy chúng ta mất mạng nữa là khác à. Nhưng mà ngày nay Tuyền Thành Cốc tổ chức đám cưới, chúng ta còn nên uống rượu mừng trước rồi mới đi. Đương nhiên phải uống rượu mừng. Kim Luân Pháp Dương, ông ấy đâu vậy? Ra ngoài luyện công. Luyện công là giả, muốn nghiên cứu kiếm pháp của Ngọc Nữ Tâm Kinh, đó mới là thật. Đáng tiếc lại trở về tay không có, phải không? Có đúng không? Người nói gì? Ta nói cái gì trong lòng người hiểu rõ mà. Mục đích của ta tới đây, nhà ngươi quên rồi hay sao hả? Làm sao mà trả lời với Đại Dương đây hả? Bổn tọa không quên lời căn dặn của Đại Dương, nhưng mà thời cơ chưa tới. Để học được Ngọc Nữ kiếm pháp không phải dễ dàng hơn hay sao? Hai người trở về tay không thì làm sao phục mạng với Đại Dương đây? Các người phải nghĩ kỹ.
Cốc chủ phu nhân, tìm chúng tôi có chuyện gì chỉ vậy? Đại sư, mời ra ngoài này, tôi có chuyện muốn nói. Đại sư, tôi là Tiểu Long Nữ, không phải cốc chủ phu nhân. Tin chắc rằng ông phải hiểu rõ ràng. Chúng ta đã từng gặp mặt ở Lục Gia Trang và đã giao đấu. Chuyện ở tại Tuyệt Tình Cốc nói ra rất dông dài. Nhưng mà tối nay tôi tìm thấy ông là có một chuyện muốn bàn với ông. Long cô nương, cô có chuyện muốn bàn với tôi, không biết là chuyện gì. Đại sư, tại sao lại đưa Quá Nhi tới Tuyệt Tình Cốc này? Chuyện này chúng tôi vô tình tới đây mà thôi. Ông thật sự vô tình tới đây? Long cô nương, không lẽ cô nghi ngờ điều gì thì sao? Tôi nghi ngờ là đại sư biết rõ tôi ở Tuyệt Tình Cốc, cho nên đưa Quá Nhi tới đây. Không, Long cô nương, bổn tọa trước đây hoàn toàn không biết cái chỗ Tuyệt Tình Cốc, và không biết cô ở tại chỗ này, làm sao mà đưa Dương huynh đệ tới đây được? Đại sư, ông đã từng bị thua với Ngọc Nữ Kiếm Pháp, ông ngày đêm mong mỏi muốn học cho bằng được Ngọc Nữ Kiếm Pháp mà, thậm chí muốn tìm cho ra sơ hở của Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Nếu đại sư không có nghĩ như vậy thì không có gì để nói nữa. Long cô đường, cô đã hiểu lầm rồi. Lần này chúng tôi tới đây chủ yếu là muốn bắt lấy cái tên lão ngoan độc. Cái lão già đã gây phiền phức cho chúng tôi, bởi vì muốn bắt hắn cho nên mới tới đây. Được, tôi tạm thời xin theo lời của đại sư. Nhưng mà không lẽ đại sư đối với Ngọc Nữ Kiếm Pháp không cảm thấy hứng thú? Nếu như đại sư không cảm thấy hứng thú, vậy thì chúng ta không có gì để bàn nữa. Khoan đã, Long cô đường, có gì cứ việc nói đi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Chỉ cần đại sư cứu Quá Nhi dừng quân thì lập tức có thể học được Ngọc Nữ Kiếm Pháp, thậm chí còn có luôn Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nhưng mà Dương huynh đệ bây giờ ở tại chỗ nào, sống hay là chết, bổn tọa cũng chưa biết, làm sao cứu được? Đại sư, tôi tin chắc Quá Nhi vẫn còn ở trong tay của Công Tôn Chỉ. Nhưng mà Công Tôn Chỉ muốn tôi bái đường thành hôn với hắn thì hắn mới thả Quá Nhi. Bây giờ chỉ mong đại sư làm chứng cho chuyện này, để tránh về sau Công Tôn Chỉ hủy ước. Đại sư, đại sư cũng biết rõ Ngọc Nữ Kiếm Pháp phải có hai người hợp sức. Nếu như Quan Nhi không có ở đây, tôi cũng không thể nào truyền thụ Ngọc Nữ Kiếm Pháp cho đại sư được. Được, chúng ta hứa danh dự. Về cái gì của Dương huynh đệ, bổn tọa làm chứng cho cô nương trước mặt Công Tôn Chủ. Nếu như Dương huynh đệ về tới đây thì cô phải truyền thụ Ngọc Nữ Kiếm Pháp cho tôi, và trao luôn Ngọc Nữ Tâm Kinh cho tôi nữa. Được. Cốc chủ có phải buồn bực về cái chuyện tiểu thư mất tích không? Không ấy đưa mấy người đi kiếm cổ gì đi hả? Không cần đâu. Con gã đầu đó bây giờ đi chung với tên tiểu tử kia, cứ để cho nó chịu khổ đi. Cốc chủ thật sự không lo cho tiểu thơ hay sao hả? Bọn chúng không có thoát xa đâu. Tên tiểu tử kia thì trúng độc qua tình của ta. Ta tin trong vòng 2 ngày nhất định nó sẽ ngoan ngoãn về đây. Công chủ à, dựa ý kiến của tôi, chúng ta có phải giải quyết tình họ Diêu trước không hả? Để phải tránh hôn liệu gốc chủ phải nhiều lần đình lại đó. Người nói đúng lắm. Cho người đi kiếm, nếu như gặp với tên tiểu tử kia cứ việc giết.
Ngoài ra cái chuyện tiểu thơ bỏ đi với tên tiểu tử, đừng có nói ra cho ai biết. Nhất là đừng có để cho Liễu cô nương biết. Dạ được, tôi sẽ đi lo ngài, kêu ngựa giữ bí mật này. Liễu muội, Liễu đi đâu vậy? Tôi đang lo cho sự an nguy của cô đây nè. Thì bây giờ ta đã về rồi. Hơn nữa, ta đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ tình hôn với cấp chủ. Liễu muội, cô... Nhưng mà ngươi đừng quên những lời ngươi đã hứa. Bái đường xong, thành hôn xong, sẽ thảo quá nhiều và cứu mạng của quá nhiều. Nếu như cô hứa thành hôn với tôi thì cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý cả. Công tôn cấp chủ, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tình chất ông không nói ngược, làm khó với bổn tọa chứ. Đại sư nói đúng lắm, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, có đại sư làm chứng, ngày mai tiểu đệ tới đây bái đường thành hôn, chắc chắn sẽ hoàn thành suôn sẻ, không có trắc trở gì đâu. Bây giờ tôi đi căn dặn phàn quản gia chuẩn bị mọi thứ nha. Liễu muội, hãy về phòng nghỉ ngơi. Khoan đã. Liễu muội, chuyện gì vậy? Ta muốn hỏi một câu. Quá Nhi bây giờ ở đâu? Dương Quá còn ở trong phủ. Nếu bằng không, làm sao cứu được đây chứ? Vậy ta xin ngươi, trước khi bái đường, cho ta gặp Quá một lần được không? Đâu cần làm như vậy. Đại sư, ông nghĩ có yêu cầu của tôi có quá đáng hay không? Yêu cầu này không có quá đáng. Công tôn cốc chủ, hãy hứa lời yêu cầu này của cổ đi. Đại sư, tôi không phải là không đồng ý, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đêm qua cho cô gặp hắn, cô muốn nhảy vào qua tình chết chung với hắn. Nếu như tôi hứa với cô nữa, cô lại dở cái trò cũ thì sao? Ngươi cứ an tâm đi. Ta chỉ muốn là lấy nhìn mặt của Quá, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Lòng cô đều, cô nói phải giữ lời nha. Đại sư, nếu như tôi có ý chết chung với Quá Nhi, thì đâu có làm phiền đại sư đứng ra làm chính. Công tôn cốc chủ, hãy đồng ý yêu cầu của Long cô nương đi. Long cô nương thỏa mãn ở trong lòng vui vẻ thành hôn với ông. Cái đó... Thôi được, để cho cô nhìn hắn từ xa. Quá Nhi! Liễu muội, đừng có quên lời đã hứa nha. Quá Nhi! Quá Nhi! Liễu muội, đã gặp hắn rồi, chúng ta đi đi. Quá Nhi! Quá Nhi! Quá Nhi! Cô Long! Quá Nhi! Cô sẽ cứu Quá. Quá còn nhớ, hồi còn nhỏ, mẹ của Quá nói không sợ trời, không sợ đất. Quá sợ, không quá sợ. Ngươi không phải Quá Nhi. Liễu muội. Quá Nhi đâu? Ngươi đã giấu Quá Nhi ở chỗ nào? Liễu muội, nghe tôi nói nè. Quá Nhi, Quá Nhi, ta đi tìm Quá Nhi. Liễu muội, Liễu muội. Quá Nhi bây giờ ở đâu? Có phải Quá Nhi đã chết rồi hay không? Công tôn cốc chủ, ông cũng nên làm như vậy. Nếu Dương huynh đệ đã chết rồi thì tại sao lại lừa gạt Long của đường và bổn tọa? Hay, hắn còn chưa chết. Cái chuyện này muốn trách thì hãy trách hắn đi. Ngươi nói vậy nghĩa là gì? Hắn thoát rồi. Trốn rồi. Không, ngươi nói bậy, ngươi gạt ta. Chuyện này sự thật là như vậy. Lục Ngạc đã thả hắn đi rồi. Lục Ngạc còn trốn đi chung với hắn nữa. Liễu muội, cô sao vậy? Tôi không tin. Tôi không tin đâu. Nhưng ngươi không phải muốn giết Quá hay sao? Tại sao lại không cho người bắt Quá về đây? Đã cho người đi tìm rồi, nhưng bởi vì không muốn náo động cho nên giấu giếm mọi thứ. Liễu muội, Dương huynh đệ đã trúng độc qua tình, không có đi xa được đâu. Người của chúng tôi sẽ tìm được trong nay mai. Tới lúc đó tôi sẽ đưa thuốc giải cho nó. Cô nương à, Dương huynh đệ nếu như không trở về thì chỉ có con đường chết. Dù không về gì thuốc giải đi nữa, có lẽ sẽ về đây vì nghe tiếng cô thành hồn với cốc chủ, cho nên
có việc bái đường thành hồn cần phải tổ chức ngày để tránh đêm dài lắm mộng. Long Cô Đường, đừng có chậm trễ, nếu không Dương Quân Đệ không kịp về đây bởi vì độc phát qua được. Đại sư nói rất có lý, cô phải nên nghĩ kỹ. Tiểu tử, nó chính là con gái của công tôn chỉ, công tôn Lục Ngạc à? Ngươi thật sự là vợ công tôn có chủ hại sao? Là tiểu mối à? Tôi hỏi bao nhiêu lần rồi, nếu như bà không tin, để Lục Ngạc của nương tin lại, tự bà hỏi đi. Ta thật sự trở lên xấu xí giống như là quỷ hay sao? Bộ ta đã thật sự làm cho nó giật mình nhất thiểu à? Là tiểu mối, tôi và Lục Ngạc của nương tới đường trốn tới đây, chúng tôi đã gặp rất nhiều khủng khiếp. Tôi nghĩ là Lục Ngạc Hoa Nương sợ hãi quá độ mà thôi. Tiểu tử, những lời mà người nói không phải là gạt ta chứ? Tại sao là không tin tôi? Con ngữ bà kỳ quá à? Tôi nói cái gì bà cũng không tin. Phải, ta không tin. Ta không tin đâu. Ta tin tưởng ai bây giờ? Không lẽ bắt ta tin tưởng công tôn chỉ? Công tôn chỉ à? Công tôn chỉ hay sao? Hả? Lục Ngạc Hoa Nương, cô tin là Lục Ngạc Hoa Nương, thầy bối không có ấy mình đâu mà. Người thật sự là công tôn Ngạc hay sao? Ở bên dài trái người có một cái bớt son, có phải không? Làm sao bà biết được? Vậy chứ bà là ai? Nhưng mà kệ ta là ai, ở bên dài trái có phải là có một cái bớt son hay không? Hãy mau cởi áo ra để cho ta coi, nếu không ta sẽ cho các người chết ngay lập tức. Cởi áo ra! Cha nói mẹ bạc mạng, đã chết từ lâu rồi. Công tôn chỉ, hắn muốn ta chết cho thiệt là sớm. Con à, con không tin mẹ là mẹ của con hay sao? Năm nay con 18 tuổi, sanh vào giờ Hợi, ngày mùng 3 tháng 2, có phải vậy hay không? Bà thật sự là mẹ của tôi. 18 năm ta đã phải sống lầy lất ở trong cái hầm này 18 năm qua. Ta xấu xa như là một con quỷ vậy. Dĩ nhiên là con không tin mẹ đây chính là mẹ của con rồi. Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ, mẹ, ngày hôm nay mẹ gặp được con, nỗi khổ 18 năm qua mẹ chịu coi như là không qua uổng. Mẹ, tại sao mẹ lại ở chỗ này? Chính công tôn chỉ đó hai mẹ. Chính cha. Phải,
Bởi vì mẹ đã hại một người đàn bà mà ổng thương nhất. Cái năm đó mẹ đang có mặt, nhưng mà công tôn chỉ rất là hờ hững với mẹ, bởi vì hắn đã thương một tên nô tỳ ở trong phủ. Viết thì là đẹp quá. Mụ cũng biết chiêm ngưỡng hả? Cái gì của huynh viết cũng là đẹp hết á. Được, được. Nè, tặng cho muội. Tướng công, canh sâm của tướng công đã hầm xong, hãy uống đi. Để đó đi. Bây giờ muội đã là người của tôi rồi, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi nha. Nỡ như để phu nhân biết được thì không sợ sao? Sợ chứ. Võ công phu nhân giỏi hơn tôi nhiều, như vậy chúng ta phải đi thật xa mới được đó. Huynh đi hả? Vậy còn muội? Đương nhiên là đưa muội đi chung chứ. Đừng có gặp muội nhờ. Không có gặp muội đâu. Công tôn chỉ, cái con tiện nhân kia dám qua mặt của ta làm cái chuyện như vậy à? Phu nhân, câm miệng. Ngươi thiệt là to gan, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Phu nhân. Phu nhân, là tôi nè phu nhân. Xin tha cho ngoài đi. Phu nhân à, đi ra. Phu nhân, đi. Đừng mà. Phu nhân, phu nhân. Một cái con tiện nhân này. Đừng mà. Phu nhân. Cái con tiện nhân kia, ta sẽ cho ngươi biết cái hậu quả khi ta phản bội ta. Như Nhi, Như Nhi. Người đau lòng phải không? Vậy thì đi chung với nó đi. Phu nhân, tôi hứa với phu nhân, tôi tin nữa, tôi sẽ đuổi Như Nhi ra khỏi Tuyệt Tình Cốc, không có gặp mặt cô ta nữa đâu phu nhân à. Ta đã hủy hết những tuyệt tình đơn ở trong sơn cốc, bây giờ chỉ còn một viên, nhưng ta không có cho ngươi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân không còn tin tôi hả? Tôi sẽ tự tử đây nè. Phu nhân, hãy nể tấm lòng hối cải của tôi đối với phu nhân. Tôi sẽ giết chết con tiện nhân kia. Phu nhân hãy tha cho tôi đi. Nói cái gì tôi cũng nghe hết. Tôi sẽ đối tốt với phu nhân. Chúng ta bắt đầu làm lại nha. Là một cặp vợ chồng ái ân. Phu nhân à, phu nhân, phu nhân, xin nể tha thứ cho tôi đi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, tôi đang nghĩ mà. Hãy tha cho sự hồ đồ nhất thời của tôi. Phu nhân, phu nhân à, tôi đã bị quỷ ám. Phu nhân à, phu nhân, hãy cứu tôi với. Phu nhân, phu nhân, cảm ơn phu nhân. Bắt đầu từ hôm đó, công tôn chỉ càng thương tin nhiều hơn, làm cho ta tưởng là sau khi được một bài học, hắn đã sửa đổi lỗi lầm cũ. Nè phu nhân, canh bổ này hãy uống đi. Đa tạ tướng công. Canh này tôi đã căn dặn cái hầu gia tìm đó. Ê! Nhìn cái hành động của hắn, ta tưởng hắn hết lòng tốt với ta. Hơn nữa chúng tôi đã có một đứa con gái dễ thương. Ngoài vì luyện công, hình như hắn đã dành tất cả thời gian ở bên ta dành nhà riêng. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời đẹp của ta. Nhưng mà cảnh đẹp không kéo dài. Không ai ngờ được, có một ngày hắn đã đưa ta lên trên sơn cốc và đãi tiệc rượu và cùng uống với ta. Phu nhân, hãy xem cảnh trí ở dưới núi đẹp tới cỡ nào. Rượu này thiệt là thơm quá. Phu nhân, rượu này với tôi cất riêng cho phu nhân đó. Hãy uống thử đi. Rượu này vô miệng, ngọt nồng vô cùng. Phu nhân, rượu này gọi là giọng phu tửu, uống vào có thể quên hết mọi ưu sầu. Tướng công, bây giờ tiếp đâu có ưu sầu gì. Phu nhân nói đúng lắm. Phu nhân cảm thấy thế nào? Cảm thấy hơi choáng váng. Tại sao mình mãi không có sức vậy? Tướng công, nhiều thiếp đứng dậy đi. Nhiều thiếp. Tướng công,
chúng tôi muốn làm gì? Làm gì hả? Sau khi ta tỉnh dậy thì đã ở dưới đáy sơn cốc này rồi. Kinh mạch ở trên người đều đã bị hắn cắt đứt hết. Bao nhiêu năm qua hắn tưởng là ta đã trở thành tro bụi rồi. Tiền bối, 18 năm qua tiền bối sẽ nhờ mấy trái táo này sao? Phải. Có lẽ là ta còn chịu đáng chết, trời cao thương hại, cho nên đã ban cho ta mấy cây táo này để ta giữ cái mạng già này lại, nhìn thấy con gái của ta. Mẹ, cha thật quá nhẫn tâm. Không được kêu hắn là cha. Tiền bối à, có gì tính gì hay không? Nếu người ta ra ngoài được, ta nhất định sẽ tìm hắn để trả thù. Chính hắn đã làm cho ta trở thành phế nhân. Nhớ năm xưa, thiết trưởng bàn của chúng tôi nổi tiếng ở trong chốn giang hồ. Bây giờ chắc là còn nổi tiếng hơn nữa. Thiết trưởng bàn? Trong giang hồ ngươi phải biết tới thiết trưởng bàn chứ. Dạng bối không có ghen thôi. Thật sự chưa nghe nói thiết trưởng bàn gì cả. Nói bậy. Danh tiếng của thiết trưởng bàn ở trong giang hồ ai mà không biết. Mẹ, Dương đại ca từ nhỏ đã theo sư phụ học võ trên núi. Chuyện trong giang hồ chưa có biết hết đâu. Nhiều lời. Cái chuyện khác hắn có thể không biết. Thiết trưởng bàn nổi tiếng đại nam giang bắc, hắn làm sao không biết được. Tiền bối à, tôi đã nhớ rằng tôi sử dụng vàng kim để tìm bố xem có phải là do công có thiết trưởng bàn hay không. Được. Đó là võ công của thiết trưởng bàn. Nhưng có mấy chiêu thức người đã nhớ lộn, chưa có phát huy hết quy lực. Dạ, xưa nay chưa từng học võ công của thiết trưởng bàn. Chỉ nhìn thấy một giang hồ dị nhân khi giao đấu 18 tên võ lâm cao thủ đã sử dụng môn võ này. Gương mặt của vị giang hồ dị nhân kia như thế nào? Chắc là nhị ca của ta. Nhị ca của bạn? Phải. Nhị ca của ta chính là thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cầu Thiên Nhận. Võ công của ta đều là do hắn dạy cho ta. Còn đại ca của ta, gương mặt giống hệt như là nhị ca vậy, nhưng mà võ công bình thường. Tên giang hồ kiệt nhân mà ngươi nói hồi nãy mặt mũi thế nào, nói mau. Ờ, người đó vào khoảng 60 tuổi, có người cao lớn, mặt mày hồng hào, đầu bị hói. Nói bậy. Hai đại ca của ta không hói đầu, thân hình cũng không có giam dở. Tiền bối à, tôi không muốn nói đó là đại ca của tiền bối. Có lẽ tôi đã nhớ lầm, bởi vì bao nhiêu năm nhớ không có rõ. Mẹ, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta tìm cách ra ngoài. Đúng vậy, lòng ngạc của nương nói rất là đúng. Tiền bối, công tôn chỉ đã từng nói cho tiền bối biết là cái thạch thất bí mật này không? Ta và hắn phu thê bao nhiêu năm, hoàn toàn không biết ở đây có một đầm nước và thạch đất. Nếu như con ngỏ ra thì hắn cũng đâu có dùng ta xuống dưới đây. Các người đợi ở đây, tôi ra ngoài coi. Dương đại ca cẩn thận nha. Con quan tâm tới hắn, con và hắn có quan hệ gì? Mẹ à, không có quan hệ gì hết. Dương đại ca là một khách qua đường, vô tình làm mất lòng cha. Không được gọi cha, gọi công tôn chỉ. Dương đại ca đã trúng độc qua tình, con thương hại ảnh, muốn ăn cắp thuốc giải để mà cứu ảnh, lại bị ổng đẩy xuống dưới này. Con thương hắn. Mẹ à, không có chuyện đó đâu. Lần này nếu như không phải Dương đại ca cứu giúp, con nghe rằng đã chết rồi, cũng không gặp mặt mẹ được nữa. Nói như vậy, hắn có ơn với con phải lấy hắn hay sao? Mẹ à, mẹ nói cái gì kỳ vậy? Này, có cách rồi nè. Thiệt hả? Đúng vậy, nhưng mà có sự gì?
kiếm ở đâu đây? Ê, có rồi, cứ lấy vỏ cây sẽ thành thời dây. Ta có thể ra ngoài được rồi. Công tôn chỉ, ngại tàn của người đã tới rồi. Mẹ, sao đây, con không nhẫn tâm à? Không phải, con đã chỉ lời cho mẹ. Con nhìn thấy mẹ bị tàn tật, sợ là mẹ không đối phó được hắn à? Con hãy coi đây. Mẹ, kinh phục kinh phục. Võ công của tiền bối đã làm cho người ta sáng mắt. Tiểu tử, nhờ người có tự mình lên trên đó rồi bỏ mẹ con của chúng tôi ở đây không lo hay không? Tiền bối à, Dương Quá tuyệt đối không phải là người như vậy. Hơn nữa, đôi ngàn của nương có ơn cứu mạng đối với tôi. Có hai người đã có ơn lẫn nhau, đúng là một cặp trời xanh. Không cứu được quá thì chúng ta sẽ gặp lại trên đường hoàng tiền. Liễu cô nương, nếu như cô có lòng thành hôn với tôi sẽ đối xử tử tế, tôi sẽ để cho cô sống thoải mái. Hôm nay chúng ta bái đường đến duyên chồng vợ, sau này cô sẽ là cốc chủ phu nhân. Bắt đầu ngày hôm nay, tuyệt tình cốc trên dưới đều nghe lời căn dặn của cô. Quan Nhi, có tin tức của Quan Nhi không? Tìm được quá chưa? Yên tâm đi, hôm nay là ngày chúng ta bái đường thành hôn, Dương huynh đệ nhất định sẽ xuất hiện. Quan Nhi thật sẽ xuất hiện hả? Người dám bỏ lại mẹ con của chúng tôi không lo tới à? Xin lỗi tiền bối đừng hiện trách, tại vì tôi đã quên tiền bối đi đứng bất tiện, không ấy để tôi cõng cho. Tiểu tử kia, nếu như người dông ân phụ nghĩa, ta sẽ đối với chuyện người. Tiểu tử kia, quá ra nhà người đưa tiểu thơ đi đó hả? Bàn lão gia, đừng có vô lễ, ta không phải bị Dương đại ca đưa đi đâu, là cha đó. Tiểu thơ, cốc chủ biểu tôi đưa tiểu thơ về, còn tiểu tử này không tha cho nó đâu. Cốc chủ ra lệnh không để cho người sống. Phan quản gia, người đã từng thất bại dưới tay của ta, ngày hôm nay còn muốn chút quà hả? Cốc chủ ra lệnh cho ta giết người. Ngồi im, nếu không người sẽ chết ngay lập tức. Tên cẩu nô tài này giết chết nó đi. Đi về quan trước. Ta nhà ngươi không thù công quán, ta không muốn giết người, ta chỉ muốn cho người biết rõ cốc chủ mà ngươi hầu hạ là một cái tên mặt người lòng thú. Nếu như người có chút lương tiền thì đừng nói dám gì vậy. Còn việc đạo bị ta điểm đó, 6 tiếng đồng hồ sau sẽ tự nhiên giải ra. Cậu tuyệt bối, chúng ta đi. Ngạc nhiên. Mẹ, hãy tìm một bộ đồ đàn ông tới đây,
Ta sẽ cải dặn thành nhị ca của ta cầu thiên nhận để đi tìm cái tên kia trả thù. Mẹ, mẹ làm vậy cha không nhận ra hay sao? Không được kêu là cha. Bối à, Lục Ngạc của nương nói rất đúng. Đã từng là vợ chồng, dù là có giống cầu lão tiền bối đi nữa, e rằng cũng sẽ bị ông ta nhận ra. Phải làm sao bây giờ? Tôi có một cái này cho tiền bối mượn nè. Là cái gì vậy? Là cái này. Đa tạ quý vị không nể mặt. Chúc mừng cho công tôn cốc chủ, ly rượu mừng hôm nay tôi nhất định uống cạn. Đa tạ đại sư chung vui chủ hôn cho tiểu đệ, đó là danh dự cho tuyệt tình cốc. Cốc chủ, giờ tốt đã tới rồi, hãy mau chuẩn bị đi. Mời nhị vị tân nhân đồng bái thiên địa. Công tôn chỉ. Người cùng bái thiên địa với người mới, vậy còn người cũ phải xử trí thế nào?